Mọi người nhá, chào tất cả anh em. Thì hiện tại ở vườn nhà mình có một cái tổ của chim mà mình thấy hôm trước mình mới phát hiện thì thấy có trứng à. Thì mới thấy trứng màu đỏ. Thì bây giờ mình sẽ đặt máy quay để vừa xem bố mẹ bón mồi, vừa xem con chim này phải con chim sâu đầu đen không. Đây. Rất tình cờ phát hiện cái tổ chim này. Nhưng mà mọi khi thì mình vẫn nghĩ nó là con chim sâu đầu đen, con hót kinh điển đó.
biết.